21-year-old Monaco midfielder. Aurelien Tchouaméni gets another opportunity with Adrian Rabiot ruled out after a positive COVID test. Antoine Griezmann makes his 100th appearance for his country, having played all his club career in Spain with Atletico San Siro. Two nations who produced last minute. Zero. Two nations who produced last minute. Tell you what he made. Griezmann, Pavard, put behind for a corner. To recover, really disappointing in the World Cup 2014, European Championship 20. Game. Sarabia, European Championship of the Olympics as well. Now a first opportunity for Spain, and it was Oyarzabal who tried. Might have been joined wide by Laporte. Or we'll be looking at next year's FIFA World Cup. Griezmann and Mbappe. Griezmann playing just behind the two. Gavi again. He was easily away from the president. Kimpembe. He recovered well. Cries of ole from the Spanish support. Is slip again by Kimpembe. Spain rewarded with a corner. Hernandez again. Here's Gavi. But I'm not prepared to take any chances with A3 for the double over Sweden and also Croatia. They took 4 points off the holders, Portugal. Now Ferran Torres. That's that burst of pace to get him out of trouble. Here, Deschamps. Kimpembe for France, in by Ferran Torres. Griezmann. Moving again. I understand why Google. Expectation. Every single game he plays, whether it's for club. Now there might be something on for. Now Ferran Torres. It's caught by Schurman. Alonso has gone for goal. Poor. It's poor. Opening half. Considering there's so much attacking talent on show, particularly from Fran Jord. Enrique buzzing after Spain's win over Italy, saying that both teams. Here's Pavard, looking again for Mbappe. And Marcos Alonso. Sarabia. Back again with Marcos Alonso. Goal kick. That was a long night. Mbappe, now Benzema, oh! Chases on for Sarabia. Sarabia again. Off the chest of Upamecano. Griezmann. It's a beautiful ball from Antoine Griezmann. Oyarzabal, who put Spain in front. France so close at the other end, but it's Spain who have made the breakthrough. Frustration and disappointment all around. Benzema. Brilliant, absolutely.
Well, what a passage of play we've just had. Frank. Expectation. Well, it shows, doesn't it, how. Jump forward by Jeremy. Oh, it's come right the way through to Benzema. And again. Rodri. Laporte on the move. Benzema, Mbappe. It's a corner. Yeremy looking to tease and torment. Second. And they should have had a second. And Fernandes driving on and not getting beyond Azpilicueta. Griezmann. Helped away by Marcus Alonso, only his. Mbappe. Spain complain. They feel that Kylian Mbappe was in an offside position. They look accusingly across at the assistant on the near side, but the flag has stayed down. Mbappe. Was it, you know, quickly involved? Alonso again. What a save that was by Lloris. Well, that was the one last chance. Busquets. Griezmann alongside. Mbappe. Can Spain respond? Neatly done by Dubois, who still goes on and then goes down right on the edge of the penalty. Griezmann, who's gone for it. Với 11 bàn thắng kể từ đầu chiến dịch, Tây Ban Nha là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Trong khi với Pháp, họ chỉ mới nhận duy nhất một bàn thua cho đến lúc này, biến lập lờ trở thành đội tuyển sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất. Người người nhà nhà cổ vũ cho La Roja vì thứ bóng đá đầy đẹp mắt và công hiến của họ. Nhưng nếu đá đẹp mà thắng thì Euro 2024 đã không khó lường đến như vậy. Người Pháp với sự lì lợm đến đáng sợ đã sẵn sàng nghênh chiến với hàng công cực mạnh của Tây Ban Nha. Một cuộc chiến rất đáng chờ đợi giữa hai trường phái vô cùng khác nhau. Hai dòng chảy sẽ tạo nên những điểm cắt tại Allianz Arena, nơi mà một trong hai sẽ phải chia xa giấc mộng sừng bá trời Âu. Cho đến thời điểm hiện tại của Euro, Tây Ban Nha có lẽ là đội tuyển được người hâm mộ yêu thích nhất và lối chơi tấn công đầy rực lửa. Đúng với bản ngã là một đội tuyển quốc gia nhưng chơi không khác gì câu lạc bộ, Tây Ban Nha tiến một mạch vào bán kết với hình ảnh đầy ăn ý và biến ảo. Mỗi cá nhân của họ đều sở hữu những phẩm chất kỹ thuật ấn tượng. Sự kết dính được thể hiện ở từng pha phối hợp và che chỗ. Đó không còn là hình ảnh truyền qua truyền lại đến nhàm chán như các giải đấu lớn trước, mà là một binh đoàn thiện chiến với lối chơi tấn công vô cùng đa dạng và màu sắc. Sự hiện diện của đội cánh Nico Williams, Lamine Yamal cho phép Tây Ban Nha chơi bóng trực diện hơn. Tại Allianz Arena, hai mũi khoan hủy diệt sẽ phải gặp hai chướng ngại khó nhằn nhất của Pháp. Ở cánh trái, Nico Williams đối đầu với Jules Koundé, cầu thủ vừa được chấm điểm cao nhất trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Trong khi ở cánh còn lại, Lamine Yamal đối đầu với Theo Hernandez, một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Điểm nóng tại hành lang biên rõ ràng sẽ là cuộc chiến long trời lở đất, mang ý nghĩa quyết định thành bại của trận bán kết tâm điểm. Pháp chắc chắn nhận thức được sự nguy hiểm của cặp cánh phượng hoàng bên phía Tây Ban Nha. Vậy nên, Theo và Koundé sẽ không đơn phương độc mã, mà còn có sự hỗ trợ của những tiền vệ trung tâm chơi lệch cánh như Conte và Camavinga. Người ta vẫn cứ chỉ trích, còn Didier Deschamps thì cứ đưa Pháp lầm lỗi đặt chân vào bán kết bằng một lối chơi đề cao tính thực dụng và an toàn. Còn với những ngôi sao hàng đầu ở mọi vị trí, Pháp là một đội tuyển có tổ chức rất tốt, đáng sợ bởi kết cấu vững như bàn thạch. Còn số thống kê không hề nói dối, khi thầy trò Deschamps mới chỉ vào lưới nhặt bóng đúng một lần sau 5 trận đã đấu. Hai hàng công đáng gờm của Bồ Đào Nha và Bỉ đều không thể tìm được đường vào mảnh lưới của Mike Maignan. Mỗi khi tiến vào vòng cấm của Pháp là một gã hậu vệ sừng sững như William Saliba chặn lại. Trong lần đầu tiên tham dự Euro, trong túi của William Saliba đã có Lewandowski, Lukaku cho đến Ronaldo. Sự chắc chắn của hàng thủ trở thành điểm tựa để đưa Lập Lờ vào đến top 4. Cùng với đó là một thống kê xưa nay hiếm. Sau 5 trận, Pháp chỉ mới có được 3 bàn, nhưng hai trong số đó là đến từ các pha đốt lưới nhà của đối thủ, bàn còn lại đến từ chấm phạt đền. Tức là cho đến giờ phút này, Pháp chưa có bất cứ bàn thắng nào từ những pha bóng sống. Sự thực dụng đó đáng sợ đến mức kinh người.
rất đúng với phong cách của một cựu tiền vệ phòng ngự như Didier Deschamps. Nhà vô địch World Cup 98 đang ưu tiên tối đa cho mặt trận phòng ngự, và vì vậy Kylian Mbappe đã không còn nhiều đất diễn để bùng nổ. Con số vỏn vẹn một pha lập công kể từ đầu giải rõ ràng không phải là màn trình diễn đúng với kỳ vọng của một người dẫn đầu hậu kỷ nguyên Siro. Mbappe cần một lời khẳng định ở bán kết để dập tan sự nghi ngờ. Cặp trung vệ được xem là điểm yếu của Tây Ban Nha, và đó có lẽ là cơ hội để Mbappe tận dụng. Trái ngược hẳn với Pháp là cách chơi phóng khoáng của Tây Ban Nha. Thầy trò De La Fuente đang muốn hướng trái bóng lên phía trước, luôn muốn tấn công cho dù đối thủ của họ có là ai. Chủ nhà Đức đã có những phút giây quay cuồng vì thứ bóng đá đầy biến ảo và mê hoặc của La Roca. Và những dũng sĩ đấu bò đã chính thức có lần thứ hai liên tiếp lọt vào đến bán kết một kỳ Euro. Lần gần nhất Tây Ban Nha vô địch là năm 2012, tức cách đây 12 năm. Với Pháp, cơn khát của họ thì còn kéo dài gấp đôi kể từ lần cuối cùng là năm 2000. Sau những gì đã thể hiện ở giải đấu này, hai đội đang đem đến một cuộc chiến rất cân tài cân sức. Máy tính dự đoán Tây Ban Nha có 37% cơ hội chiến thắng, trong khi Pháp thấp hơn đôi chút với 31%. Không cần phải nói về cuộc đối đầu duyên nợ này. Từ cổ chí kim, Pháp, Tây Ban Nha gặp nhau tới 36 lần. Trong đó, đội bóng xứ sở bò tót đang nhỉnh hơn với 16 chiến thắng, hai đội 7 lần hòa nhau, trong khi Pháp thắng 13 lần. Tuy nhiên nên nhớ rằng, lần gần nhất Tây Ban Nha thắng được Pháp đã cách đây 7 năm. Trước thêm cuộc chiến sinh tử tại Allianz Arena, De La Fuente đã bày tỏ quyết tâm lớn. Đây là lần đầu chúng tôi giành 5 chiến thắng liên tiếp trong giải đấu lớn và cũng là lần đầu tiên chúng tôi đánh bại đội tuyển chủ nhà. Quả là một đêm lịch sử. Tôi tự hào khi được huấn luyện những cầu thủ như vậy. Họ đã quen với việc cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Tây Ban Nha có thể tiến rất xa với những con người này. Didier Deschamps cũng thể hiện mong muốn giúp Pháp chấm dứt cơn khát Euro. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Một lần nữa chúng tôi lại vào bán kết, và chắc chắn rồi, mục tiêu của Pháp chính là chiếc cúp vô địch. Chúng tôi giữ được sự bình tĩnh ở tứ kết trước Bồ Đào Nha, và những người đã phạt đền đều thực hiện rất tốt và sự bản lĩnh. Tây Ban Nha rõ ràng là đội lo lắng hơn về tình hình lực lượng sau khi nhận cú vào bóng quyết liệt của Toni Kroos. Pedri chính thức nói lời tạm biệt với Euro 2024. Tiền vệ của Barcelona bị bong gân đầu gối cấp độ 2 và anh cần khoảng 2 tháng để hồi phục. Chiến thắng trước chủ nhà Đức thực sự ngọt ngào nhưng cũng khiến cho Tây Ban Nha phải đánh đổi quá nhiều thứ. Bên cạnh Pedri có thêm hai trường hợp chắc chắn vắng mặt ở bán kết vì án treo giò. Đó là hai trụ cột tại hàng thủ, bao gồm Dani Carvajal và Robin Lenormand. Bên kia chiến tuyến, người hâm mộ Pháp hoàn toàn yên tâm về mặt con người khi Pháp không ghi nhận bất cứ trường hợp vắng mặt nào, dù là chấn thương hay thẻ phạt. Ngay sau đây là dự đoán đội hình ra sân của hai đội trong cuộc thư hùng sắp tới. Với sự vắng mặt của những trụ cột, De La Fuente sẽ phải đau đầu trong việc tìm những người thay thế. Trong khung thành, may mắn là họ vẫn còn một Unai Simon đầy chắc chắn. Việc mất đi hậu vệ cánh phải số 1 Carvajal sẽ khiến Tây Ban Nha phải tính đến phương án sử dụng lão tướng Jesús Navas, người năm nay đã 38 tuổi, trong khi Nacho sẽ là sự thay thế khả dĩ nhất cho trường hợp vắng mặt của Lenormand. Ở tuyến giữa, Pedri sẽ nhường lại cơ hội cho Dani Olmo. Ở trận tứ kết, Dani Olmo cũng là người vào sân thế chỗ của Pedri và tỏa sáng với bàn thắng quân bình tỷ số. Các vị trí còn lại khả năng cao sẽ được De La Fuente giữ nguyên. Về phần Pháp, thủ môn số 1 của họ vẫn sẽ là Mike Maignan. Bộ tứ về gồm Koundé, Saliba, Upamecano và Theo. Ở tuyến giữa, Camavinga sẽ mang trình diễn tốt ở trận gặp Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng sẽ được đưa ra, tiếp tục điền tên vào đội hình xuất phát. Hai cái tên còn lại chỉ có thể là sự hiện diện của Tchouaméni và Kanté. Trên hàng công, Dembélé khả năng cao cũng sẽ trở lại hành lang phải. Đã đến lúc De La mạnh dạn loại bỏ Griezmann, người luôn thi đấu thất vọng và tệ hại mỗi khi được trao cơ hội kể từ đầu chiến dịch. Ở vị trí cao nhất, Kolo Muani là người được chọn, và ở hành lang trái sẽ là Kylian Mbappe với quyết tâm cực lớn. Cái kết nào cho trận bán kết lóng trời lỡ đất giữa Pháp và Tây Ban Nha, khi hàng thủ tốt nhất gặp gỡ hàng công tốt nhất giải? 2 giờ rạng sáng ngày thứ tư, Allianz Arena sẽ mang đến cho chúng ta câu trả lời.